áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Bài học hôm nay cô trò mình sẽ làm bài tập luyện tập tuần 34 phần nâng cao nhé. Với tuần 34 tương tự như các tuần trước thì cô sẽ có hai phần, đó là phần trắc nghiệm. Phần 1 thì chúng ta chỉ việc ghi đáp án thôi. Phần thứ 2 là phần thử luận. Nó cũng tương tự như là đề thi học kỳ 2 của các bạn ấy. Cô hy vọng là các bạn sẽ ôn tập thật tốt để có kết quả thi học kỳ 2 thật tốt nhé. Với bài 1 thì chúng ta sẽ tìm x. X nhân với 0,5 thì bằng 2,2. Thì nhân với 0,5 chính là chia cho 2 đúng không nào? Nhân với 0,5 chính chia 2. Vậy x sẽ bằng là 2,2 chia 0,5. Chia 0,5 tức là nhân 2. Vậy thì kết quả này cô sẽ bằng x bằng 4,4. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 2 là một bài tính thuận tiện. Ở đây chúng ta sẽ có tổng của hai tích đúng không nào? Và thừa số chung là 18,24. Cô đưa làm ra thừa số chung. Thế thì cô sẽ lấy 18,24 nhân với mở ngoặc 6,28 cộng với 3,72 thì cô sẽ được kết quả là 18,24 nhân với 10. Nhân với 10 thì chúng ta chỉ việc đẩy dấu phẩy sang bên phải một chữ số thôi. Cô sẽ có kết quả là bằng 182,4. Bài số 3 thì giúp chúng ta sẽ ôn tập lại bài toán tổng hiệu. Và chúng ta phải tìm một bài toán phụ nữa, đó là từ trung bình cộng chúng ta tìm ra tổng. Thế thì trung bình cộng của hai số là 78 thì suy ra tổng. Tổng hai số sẽ bằng trung bình cộng nhân với 2. Thì cô sẽ được là 166. Thế và biết rằng là số thứ nhất hơn số thứ hai là 18, chúng ta tìm số thứ nhất. Tìm số thứ nhất chính là tìm số lớn, mà số lớn sẽ bằng là tổng này cộng với hiệu rồi chia 2. Thì cô sẽ được tổng trong ngoặc này là 4 nhớ 1 này, 8, 184 chia 2 thì cô sẽ được là 92. Đây là đáp án của bài toán. Với bài số 4 thì cũng là một bài tổng hiệu đúng không nào? Chúng ta ôn lại cho thật chắc nhá. Đàn gà có 172 con gà và chúng ta có số gà mái nhiều hơn gà trống là 28. Chúng ta phải tìm xem số gà trống là bao nhiêu. Số gà trống ít hơn số gà mái nên chúng ta sử dụng công thức tìm số bé. Vậy thì cô sẽ có là số gà trống sẽ bằng 172. Lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia 2. Thế tổng này sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? Tổng 172 trừ 28 thì chúng ta sẽ có kết quả của hiệu này. 12 trừ 8 bằng 4 nhớ 1 là 3. 7 trừ 3 bằng 4 và 144 chia 2 thì cô sẽ được là 72 con gà trống. Bài số 5 sẽ là một bài về tổng tỷ. Chúng ta cùng ôn tập lại nhé. Cô sẽ có tổng là 87,5. Và chúng ta có tỷ số gạo nếp, gạo thẻ, có tỷ số là 2/5 và tổng ở đây đề bài cho là 87,5. Chúng ta phải tính gạo nếp, chúng ta tính 2 phần. Vậy thì để tính được 2 phần cô phải tính được 1 phần đúng không nào? Gạo nếp sẽ có công thức tính bằng 87,5 chia cho hiệu số phần bằng nhau đúng không? Chia cho tổng số phần bằng nhau vì đây là bài toán tổng hiệu, tổng tỷ đúng không nào? Chia cho 2 cộng với 5. Sau đó nhân với 2 đúng không nào? 87,5 chia cho 7. 8 chia 7 được 1, 17 chia cho 7 được 2. Chúng ta sẽ dư là 3. 35 mà chia cho 7 thì chúng ta được 5. Sau đó nhân với 2 thì cô sẽ được kết quả bằng là 25. Vậy thì số gạo nếp mà người đó bán chính là bằng 25 kg. Nào bây giờ chuyển sang bài số 6 nhé. Bài số 6 là một bài tỷ lệ thuận nghịch đấy. Chúng ta sẽ có một đội 12 công nhân mà làm xong công việc thì mất 6 ngày. Còn đề bài hỏi là nếu mà chỉ có 8 công nhân thôi thì sẽ làm trong bao lâu ngày? Chúng ta biết là số người ít hơn thì rõ ràng số người sẽ phải số ngày làm sẽ tăng lên đúng không nào? Đây là bài toán tỷ lệ nghịch. Thế thì cô sẽ có cái tỷ số này. Cô tỷ số đây là 8/12. Đây là tỷ số công nhân và cô rút gọn sẽ được là bằng
2/3. Vậy thì số ngày sẽ ngược lại, số ngày sẽ có tỉ số là 3/2. Vậy 3/2 của 6 thì chúng ta sẽ ra được là 9 ngày. Là bài số 7 nhá. Với bài số 7 là một bài toán tuổi. Và chúng ta đã biết là mẹ hơn con là 24 tuổi. Vậy thì 2 năm nữa mẹ vẫn hơn con 24 tuổi đúng không nào? Và 2 năm nữa thì tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Chúng ta đã có tỉ số kết hợp ký hiệu rồi. Thì tính tuổi con hiện nay thì cô sẽ tính tuổi con 2 năm nữa bằng cách là lấy 24 này chia cho hiệu số phần bằng nhau rồi nhân với 1. 2 năm nữa nên là cô tính hiện nay cô phải trừ đi 2. Thế thì 24 chia cho 3 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 24 chia bằng 8, 8 chia 2 bằng 6 tuổi. Vậy tuổi con hiện nay là 6 tuổi. Chúng ta chuyển sang bài số 8 nhé. Chúng ta sẽ có hai vòi nước. Nếu mà không có trong bể không có nước thì vòi thứ nhất sẽ chảy riêng trong vòng 2 giờ sẽ để bể. Còn vòi thứ hai chảy riêng trong vòng 3 giờ sẽ để bể. Hỏi là cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu sẽ để bể? Cô sẽ có được là vòi 1, 1 giờ này. Vòi 1 sẽ chảy được là 1/2 bể. Và 1 giờ vòi 2 chảy được 1/3 bể. Và cô sẽ tính được là 1 giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu. Cô lấy 1/2 cộng với 1/3 thì cô ra kết quả bằng 5/6 bể. Đến đây thì cô sẽ trả lời cả hai vòi cùng chảy thì xong số giờ sẽ để bể là cô lấy 1 chia cho 5/6 sẽ được có kết quả bằng 6/5 giờ. Chuyển sang bài số 9 nhé. Chúng ta sẽ có tỉ số của hai số A và B là bằng 2/5. Nếu gấp A lên 2 lần và giữ nguyên B thì được tỉ số mới là 80. Thế chúng ta thấy là chúng ta có tỉ số A phần B là bằng 2/5 này. Nếu mà gấp A lên 2 lần thì cô sẽ có 2A sẽ bằng là gì? Là bằng 4. Và giữ nguyên B thì chúng ta sẽ có tỉ số mới là bằng 4/5. Chúng ta chuyển sang bài 10 nhé. Hai bể mà chứa là 5.000 lít xăng. Và sau khi người ta chuyển 500 lít xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì lượng xăng của bể thứ nhất bằng 2/3 lượng xăng của bể thứ hai. Chúng ta xem là lúc đầu bể 1 với bể 2 là bằng bao nhiêu, có bao nhiêu lít xăng. Thế thì khi chuyển từ bể 1 sang bể 2 thì tổng số lít xăng của hai bể không đổi là bằng 5.000 lít. Vậy thì cô sẽ kết hợp với cái tỉ số là 2/3. Cô sẽ tính được là ban đầu mỗi bể là bao nhiêu. Sau đó vì là cô sẽ cộng thêm với 700 nữa là ra bể thứ nhất. Còn trừ đi 700 để ra bể thứ hai. Rồi, bể 1 này. Bể 1 cô lấy 5.000 này. Chia cho tổng số phần bằng nhau là 2 cộng 3. Sau đó bể thứ nhất là 2 phần nhân với 2. Rồi cộng với 700, bởi vì đã chuyển 700 từ bể nhất sang bể thứ hai nên chúng ta phải lấy lại 700. Thế thì 1.000 chia cho 5 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1.000, 1.000 nhân 2 bằng 2.000, 2.000 cộng 700 thì cô sẽ ra được bể thứ nhất là bằng 2.700 lít. Thế sau khi tìm được bể 1 rồi thì bể 2 sẽ tính là lấy tổng 2 bể 5.000 chia đi 2.700 lít. Cô sẽ được là 2.300 lít. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tự luận nhé. Chúng ta thấy là phần tự luận của bài này chúng ta sẽ tìm x và có 4 ý. Có 4 ý nên là cô sẽ làm từ ý A trước. X nhân với 7,25 bằng 72,5. Thì đơn giản cô lấy 72,5 chia cho 7,25 thì chúng ta sẽ ra được là bằng x bằng 10. Bài này chúng ta có thể tính nhận được. Rồi x chia cho 34 bằng 6,75 thì x sẽ bằng 6,75 nhân với 34. Thì bây giờ cô sẽ nhân với 34 xem bằng bao nhiêu nào. 20 này, 30 với 0 nhớ 3 là 27 này. 5 nhớ 1, cô có 2, 2 nhớ 1 nhớ 2 là 20.
và cô cộng lại 5 này, 9 này, 2 này và 2 này. Cô sẽ được kết quả là bằng 229,5. Còn ý xe thì chúng ta sẽ tìm x bằng cách là lấy 470,04 chia cho 24. Đấy, cô sẽ đặt tính chia luôn nhá. 47 mà chia cho 24 thì cô sẽ được 1. 24 thì dư 23. 23 chúng ta thêm 0 vào, chúng ta sẽ được 9. 9 4 3 6 với 6 nhớ 3, 18. 18 với 3 thì bằng 21. Ở đây chúng ta sẽ dư 14. Đánh dấu phẩy, hạ 0 xuống, 140 chia cho 24 thì cô sẽ được là 5. Được là 5 đúng không nào? 5 xả nhớ 2 này, 12 dư 20, hạ 4 xuống là 204 chia cho 24 thì cô sẽ được là 20, được là 6. 20 chia cho 2, 204 thì sẽ được là cô sẽ có được là 8. À không, được 8 chỉ được 7 thôi. 14 28 với 8 nhớ 2, 14 với 2 là bằng bao nhiêu nhỉ? 14 với 2 là 16. Cô sẽ trừ đi được kết quả là bằng 6 nhớ 1 là 36. À, vậy thì cô phải được 8 chứ nhỉ? Cô xin lỗi, được 8. 8 4 3 2 với 2 nhớ 3, đúng không nào? Nhớ 3 này, 18 với 3, 16 với 3 là 19. Rồi, cô trừ đi thì cô sẽ được là 2, 12. Bây giờ cô thêm 0 vào nữa thì cô sẽ được là 5. Kết quả là 19,585 là bài C. Còn bài D thì sao? Bài D cô sẽ viết này, x chia cho 7,5 sẽ bằng là 87,8. Thế thì đến đây tìm x sẽ là lấy thương 7,8 nhân với 7,5. Thế thì cô sẽ thực hiện phép nhân của hai số tốc phân nhé. 7,5 thì 40 với 0 nhớ 4 này, 35 với 4 là 39 này, là 6 nhớ 5, 49 với 5 thì chúng ta sẽ có là 54. 0 này, 5 nhớ 1 này, 8 này và 5. Bây giờ cô sẽ đánh hai số phẩy, đúng không nào? Vậy kết quả của bài D x sẽ bằng là 58,5. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2 nhé. Một bếp ăn sẽ có dự trữ đủ gạo cho là 75 người trong vòng 12 ngày. Mà nếu có thêm 15 người nữa thì số gạo sẽ ăn đủ trong bao nhiêu ngày? Thế thì cô sẽ tóm tắt đề bài này. 75 người ăn trong vòng 12 ngày một số gạo, đúng không nào? Thế bây giờ có thêm 15 người nữa thì chúng ta thấy 75 cộng với 15 là cô sẽ được là 90. Và đề bài hỏi là 90 người này ăn số gạo này đủ trong bao nhiêu ngày? Chúng ta biết là cùng một lượng gạo thì nếu mà tăng số người lên thì số ngày phải giảm đi, đúng không nào? Rồi cô có là 75 phần 90. Nếu mà cô xét tỷ số là 90 phần 75, tỷ số người ở hai trường hợp, đúng không nào? Thì cô sẽ rút gọn cho là bằng bao nhiêu đây? 15, đúng không nào? 15 thì cô sẽ được 6 phần 5. 6 phần 5. Tỷ số người là 6 phần 5 thì tỷ số thời gian sẽ là 5 phần 6. Bởi vì càng đông người thì số ngày sẽ giảm đi, tỷ lệ nghịch với nhau. Vậy thì 5 phần 6 của 12 thì cô sẽ được là bằng 10 ngày. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.